Chào các bạn. Thì cái clip trước rồi mình câu cá. Thì bây giờ là mình chế biến cái món cá này mình ăn nè. Tại vì cái clip kia nó cũng dài rồi. Tính đem lên nhà nướng mà thôi. Đem ở vườn nướng luôn. Nay nhà không có ai hết trơn. Nướng ăn chơi. Không có cần cuốn rau bánh tráng chấm gì hết trơn. Đi câu cá mà hên là dính được con cá ta tượng chà bá luôn. Giờ đem vỏ dừa, lá dừa đồ ra vườn đốt nướng luôn, nướng chui luôn. Không có mần gì hết trơn á. Cháy chưa? Cháy kìa. Cháy rồi đó. Nào giờ ăn chưa ăn món này phải không? Chưa ăn luôn. Cá lóc nướng chui rồi này kia thì ăn thường. Cá tươi tượng nướng chui này mới đã nè. Khói quá khói. Cá tươi tượng vậy chứ nó mạnh dữ lắm, nó đào hang nữa. Bây giờ nãy các bạn thấy nó chạy vô trong hang á. Con này không tới 2 kg nữa rồi, cỡ ký rưỡi. Ê, cái bún như mặt cái là chết luôn. Nướng cá chốt quá luôn. Khói quá. Cá ai câu nó ăn nha trời. Cá này câu ai câu nó ăn à. Vậy nãy giục con cá dưới kia thì rồi. Rồi thách câu rồi câu nữa. Giờ nó chơi ác nè các bạn. Nó câu được con cá bự cái mình thả con cá mình. Bây giờ nó nói cá ai câu nó ăn nè. Chịu nói không? Ăn muối ớt hay là ăn gì? Muối ớt đi. Muối ớt hả? Muối ớt thì cho ngon. Cá nướng chui chấm muối ớt. Thích thì bẻ thêm ra mấy trái tứ quý nặng vô. Giờ để đốt lửa đi rồi nướng. Quéo lông tay chứ gì? Quéo chứ. Được rồi Tuấn ơi. Để vô nướng đi. Tại vì bây giờ không có gom, với lại trời cũng mới mưa xong nên là không có lá chuối nữa, cho nên mình phải nướng bằng lá dừa đốt kiểu này. Chứ còn nướng chui là phải có gom, nướng cá chui trong gom á. Nhưng mà giờ mình nướng chui kiểu này cũng có lửa cháy vậy đó. Chuẩn bị bằng cái bếp là cá dễ bằng bếp. Rồi quăng luôn. Xong. Như không rồi các bạn ơi. Rớt xuống đất rồi. Cá bự quá, nướng chắc cũng lâu chín á. Nướng hồi có thêm cái món tai nướng trui nữa. Cá mà nướng có sình rồi này kia ăn mới đã. Lát kiếm mình có trái ớt nào không Tưng? Thằng dòng bên đây có ớt không? Có mấy cây luôn. Ê còn cá chốt kìa, bỏ lên nướng luôn. Con này im mày. Hết có sao rồi. Sao lưng kìa, cá chốt kìa. Cá chốt có đâm một cái thì thôi ha, tới xương, nhức tới xương luôn. Đâm một cái là hơn chích thuốc nhiều luôn. Cá mới câu lên nướng luôn, có mần gì hết á. Chế biến mà mần này kia làm hoài thì nó cũng vậy thôi, cũng chán. Các bạn xem cũng chán. Câu lên rồi nướng luôn vậy mới đã nè. Lát kiếm trái dừa uống Tướng ơi. Khát nước quá.
Nãy giờ nói nhiều khát nước quá. Để đèn nướng cho. Đi kiếm mớ coi. Để đây đại đi không sao đâu. Hồi lát là thành than chứ gì. Một bên là than, một bên là còn tươi. Muốn ăn món nào ăn, hai món luôn. Rồi đó, đi bẻ đi. Bên kia bẻ đi. Đi. Kiếm dừa luôn. Có mà lát mẹ. Có ớt mà nó xanh hả? Dưới đây bị mấy con gà ăn hết trơn à. Ừ nè. Trời ơi nãy giờ kiếm gì chạy. Trời ơi quá trời nè. Ớt này là một quăng dại ngoài vườn nè. Được rồi. Nghe đây bẻ dừa đi. Mấy con cá đang nướng bên đó đó các bạn. Buồn chơi nó tí. Buồn hai trái chơi nó. Thanh niên leo dừa. Tôi leo là dám bị dừa nó ngã xuống sông luôn lắm á. Mới đầu tiên khi mà mới làm mấy cái clip đấu ăn này á, còn leo dừa nổi chứ giờ leo hết nổi rồi. Đây nè, ngay tay nè. Cái chuẩn gớt xong nha. Đây chụp. Hay không? Hứng dừa. Hú mèo hú chuột trèo lên tuột xuống, trèo lên tuột xuống. Cái chừng cây đâm lũng đít á. Anh em giỡn vui thôi. Bạn có thích cảnh về đây câu cá rồi bé dừa rồi kia gì không? Tuy là nó vui nhưng mà nó mệt lắm nha. Cá chắc nó cháy một bên rồi đó tính này. Ở đây ớt, ớt có ớt nè. Đó. Vô nướng cá lẹ lẹ lên ăn à. Đây chén muối có ớt xanh luôn, xanh lè xanh lét, chắc vừa uống đi tướng ơi. Mệt phải không? Quá trời mệt luôn rồi đó. Chở con cá mình thôi. Ô dạ nóng quá. Đó, trái đen một bên này đó, đã không? Mùi thơm quá các bạn ơi. Thôi uống nước dừa giải khát đi, khát quá. Còng béo rồi. Không được hả? Béo yếu quá. Cá chốt chín chưa? Chưa đâu. Cái chốt này ăn thịt rất là béo. Để da để này kia nên mình nướng cái một hồi cái dãy nó cháy nhưng mà thịt thì nó rất là ngon. Ui da. Thơm quá. Đây. Uống đi, uống đi. Vô
công bẻ dừa câu cá nãy giờ mệt rồi. Ngon quá, thử đi. Uống đi, uống cái đá đi. Anh uống là hết chứ dừa á. Chừng nhiễu vô chén muối kìa. Quá ngọt các bạn ơi. Dừa nào. Uống nước dừa ăn cá. Không có rượu bia gì hết. Vậy cho nó thiên nhiên à. Mùi ớt nồng. Rồi, vậy được rồi. Đâm sơ sơ thôi. Cá chốt muốn chín rồi nè. Cá chốt ở dưới cái hồ này nó bự bự gì không? Rồi than qua trên cái đầu tức cho nó chín cái đầu. Xíu nữa là chín này. Ngồi lót dép hóng thôi. Để nghe mùi khét rồi. Cá nướng thơm chứ khét gì. Nhưng mà nó hơi khét thiệt. Để mình đi kiếm có ổi chua không? Bẻ ăn trái hay trái ăn chơi. Trồng mấy cái giống ổi nè, ổi lê, ổi đài loan vậy nè. Trồng mới có 2 năm mấy, 3 năm gì. Trái nhóc hết trơn. Nhưng mà mình phải bao nó lại nè, chứ không thôi là nó bị... Ê, dưới đó có kìa. Nó bị sâu đục. Mua mấy cái bao này bao lại để nhà ăn không, chứ không có bán buôn gì chân á. Được chưa? Ngon luôn đó. Trời ơi, có chút xíu. Nhà không có xịt thuốc phân gì chân cho nên là nó nhỏ nhỏ không. Mình mà chấm muối ớt rồi. Chấm muối ớt nãy mình đâm rồi. Cá chín rồi. Để nướng xíu nữa cho nó thơm. Nè ăn ổi Tứng ơi. Bạn có nghe tiếng tách ổi giòn không? Nè. Nhìn tiếng bữa là thấy cay rồi đó. Quá đã. Bây giờ nhà hết xài rồi, không còn xài nữa. Nên là chuyển qua ăn ổi. Hồi lát để cá trên bếp này ăn luôn hay sao? Để luôn ăn luôn. Đã phỏng tay rồi. Cá chốt chín rồi nè. Còn được đó. Nay nhà không ai mà nhiều lần như vậy là mai mốt không còn gì luôn.
hổm thì mần gà nay mà câu cá lên ăn, khỏi cần đi mua đồ ăn. Nói chứ phải lót là lá chuối để cá lên chứ không lẽ ăn gì, nóng sao chịu nổi. Sau 20 phút nướng thì nó đã chín rồi nè các bạn ơi. Dọn xuống ăn nha. Rồi quốc đi. Đem ra ngoài kia. Đuối rồi. Bán cá ra đi. Úp xuống luôn. Úp luôn ha. Quay ngang lại, quay ngang lại. Dạ. Ừ. Còn lấy một quỷ nhỏ ra trước đi. Công thành công. Thơm quá. Đó. Này. Cá tài tượng nướng. Cá tài tượng câu với hồ nãy nè, cái này câu đằng đó đó, dính đó đó. Giờ anh em lên đây ăn đây luôn. Làm món này là mấy con kia nhỏ này nè nó có đồ ăn. Còn làm mấy món kia là nó không ăn được. Cá này mà đem chiên xù ha, chiên tương thì cũng ngon chứ. Nói chung là làm cái gì nó cũng ngon hết. Thơm quá. Thử đây. Chấm ớt. Thật ngọt ngay luôn. Cho ăn cá chốt này đi. Chứ nãy là nó nói cá thằng nào câu nó ăn mà cá mình dục xong tiêu rồi. Ồ cá trứng quá trời luôn nè. Nóng quá. Nè các bạn thấy không, nguyên một ổ trứng luôn. Trứng cá chốt béo cực kỳ luôn á. Úi da. Ăn gì nó mới đã. Xíu gớt điện thoại vô coi. Đó. Con cá nè. Bạn thấy hấp dẫn không? Làm sao đừng có đụng bể cái ruột được rồi. Dập mặt là đáng ghét luôn. Ừ. Rồi đó ngồi nhìn đi. Nóng mà ăn được. Ăn cá chốt trước nè. Ăn đồ gì thịt gì. Trứng nè, trứng nè. Thôi không ăn trứng đâu. Ăn trứng hả? Nè. Ngọt ngay luôn. Cá chốt thịt nó ngọt dữ lắm. Giờ thử tới thanh niên này. Làm sao ăn đây? Nóng quá. Bóc tay luôn. Này mà đem gói bánh chén rồi chỉ kiểm gao rồi ăn đã thôi. Chén gào sống rồi. Thấy sao? Thịt dai mà ngọt, ngon. Cá này là giống như tự nhiên luôn rồi đó. Đâu có ướp gì đâu mà nó ngon quá ha. Ừ. Đơn chung giản. Cá mà đem nướng chui vậy nè, giữ được hương vị nó ngon lắm. Chấm muối ớt mà ớt hiểm rồi đâm bằng muối cục nữa. Phê. Các bạn ấy thích món này không?
Nếu mà thấy thích thì nhớ đăng ký kênh mình để xem thêm nha. Cá này mà chiên xù á là mấy cái dây này ăn đã lắm à. Giòn ha. Ừ, béo luôn. À, ăn đã cái này đi. Bỏ đi. Không cần mần gì chăng á. Câu lên là nướng quất luôn. Hai anh em ăn con cá này chắc cũng được. No luôn. Quá nhiều. Con cá này nó đâu có mỡ đâu ha. Không có mỡ luôn. Nếu mà cá nuôi á là các bạn nướng là nó mỡ nó nhiễu luôn. Còn cá này nó cũng nuôi, mình cũng nuôi. Nhưng mà nuôi theo cái kiểu là cho ăn rau được không à. Cho nên là thịt nó rất là chắc, rất là ngon. Cá này đào hang nãy chui vô hang. Làm một miếng bự đó Tấn. Hấp dẫn đi, ăn đi. Cầm chén muối lên chấm một cái rồi. Nóng quá. Đây, miếng cá ha. Phải không? Ngon quá. Này, thiếu bia, thiếu rượu rồi. Có rượu đế là ngon. Rượu đế à? Rượu đế là ngon. Ngoài vườn nè, gió thổi mát rượi luôn. Trên cây có tổ chim nữa. Xung quanh cảnh mát mẻ. Nướng cá ngoài vườn ăn ngọt ngay. Thịt tươi nè các bạn. Thịt cá tươi. Chấm một miếng muối ớt. Sung sướng cuộc đời luôn. Cắn một trái ớt nữa. Cay cay mặn mặn, thịt cá ngọt quá đã. Rồi chào các bạn ha. Hẹn lại các bạn trong những video sau. Chúc các bạn có một ngày thật là vui. Uống miếng nước dừa dùm cái là đã luôn nè. Nước dừa đó ha. Ừ. Ăn miếng đi. Cầm sợi rớt quá. Ăn cá đi, cho hết. Để xuống rồi mẹ. Thịt cá quá ngon các bạn ơi. Hết thiệt rồi đó.